chào các bạn. Hôm nay chúng mình hãy gặp cô bé lọ lem Barbie thật xinh đẹp và chăm chỉ nhé các bạn. Hôm nay bà mẹ kế lại giao rất nhiều việc nhà cho cô ấy làm. Thật tội nghiệp Barbie phải không các bạn? Và mang theo vé mời dự vũ hội hoàng gia. Nhưng bà bị rất buồn vì không có váy đẹp để mặc. Wow, bà Tiên thúc bụng đã xuất hiện và nó sẽ giúp cô ấy. Đầu tiên, bà Tiên đưa Barbie đi tắm gội sạch sẽ và thơm tho. Và làm tóc cho Barbie thêm xinh đẹp. Bây giờ tới lúc chọn váy để mặc rồi. Barbie hãy mặc thử váy hồng nhé. Không đẹp lắm. Chiếc váy xanh kia thì sao nhỉ? Cũng không hợp. Bà Tiên đã tới và sẽ giúp Barbie có váy mới nhé. Chiếc váy của Barbie sẽ là chiếc váy dáng dài vào phòng, vô cùng mềm mại theo phong cách công chúa. Không thể thiếu các phụ kiện như vòng cổ và đôi giày xinh đẹp. Mình hãy tô màu xanh da trời trẻ trung và trong trẻo cho chiếc váy này nhé các bạn ơi. Kết hợp cùng màu xanh tím duyên dáng và nhấn một chút màu vàng ở eo váy và chân váy. Chúng mình hãy trang trí cho chiếc váy thêm xinh đẹp với phần nữ lấp lánh và đính những viên đá xinh xắn lên váy nhé. Váy đã hoàn thành rồi các bạn ơi. Hãy mặc cho Barbie nào. Wow, cô ấy thật xinh đẹp các bạn ơi. Barbie cần có phương tiện để tới vũ hội nữa các bạn ơi, nên bà Tiên đang giúp Barbie có một chiếc xe bí ngô xinh đẹp để đi vũ hội. Màu xanh tím tuyệt đẹp kết hợp màu xanh da trời trẻ trung, màu xanh lá cây và màu vàng cam rực rỡ để chiếc xe bí ngô thêm hoàn hảo. Chiếc xe bí ngô cũng sẽ được trang trí thêm nhũ lấp lánh và đính thêm những viên đá trắng xinh xắn.
hoàn thành rồi. Barbie ơi, hãy đi tới vũ hội ngay nhé. Cảm ơn bà Ti rất hiền hậu và tốt bụng. Barbie của chúng mình xuất hiện vô cùng lộng lẫy ở vũ hội. Và hoàng tử đã tới mời Barbie khiêu vũ. Chúc mừng Barbie nhé. Well, thank you. Xin chào các bạn đến với Dolls Beauty. Hôm nay chúng mình sẽ gặp gỡ gia đình mèo vô cùng dễ thương ở nhà Elsa. Thấy Elsa chuẩn bị mặc đồ đẹp đi chơi. Gia đình mèo rất thích thú và cũng muốn có đồ đẹp để mặc. Chúng mình hãy cùng giúp họ nhé. Đầu tiên là trang phục cho mèo bố là một bộ trung suýt liền thân có áo choàng dài, bao tay và đôi giày cao cổ lịch lãm.
mới rất hợp với mèo mẹ đúng không các bạn? Tiếp tới trang phục cho chị mèo con. Cũng có một bộ jumpsuit dễ thương, nhưng kết hợp thêm chân váy ngắn đáng yêu và túi xách hình mèo. Biến trở lại thành những chú mèo bé nhỏ dễ thương như cũ mất rồi.